Chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn với món chay Kiều Trần. Đầu tiên mình xin gửi đến tất cả các bạn lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Và hôm nay mình cũng xin được chia sẻ đến với tất cả các bạn thêm một món chay nữa, đó là món khổ qua sốt nấm. Khổ qua chúng ta cũng còn có thể gọi là mướp đắng. Và khổ qua thì như các bạn cũng biết là rất là tốt cho sức khỏe của tất cả mọi người. Và để thực hiện được món này, chúng ta cần có những nguyên liệu như sau. Mình sẽ dùng ở đây là 300g khổ qua, hay còn gọi là mướp đắng, 1 ít cà rốt, 1 ít ớt chuông vàng, 1 đoạn ba rô. Và nấm ở đây mình sẽ dùng là nấm bào hư xám và nấm mèo hai da. Với khổ qua thì khi các bạn đi chợ hoặc là đi siêu thị, mình sẽ lựa chọn những quả khổ qua mà nó đã nở những cái mắt to như thế này và nó có một cái màu xanh tươi và còn cuống như thế này sẽ là khổ qua ngon. Còn cà rốt thì mình rửa thật là sạch, gọt vỏ và chúng ta sẽ cắt những cái sợi mỏng, nhưng mà mình ở đây mình không có cắt mỏng cho nên là mình khi mình cắt sợi ra rồi thì mình sẽ cắt khúc như thế này nha các bạn. Với ớt chuông vàng thì mình sẽ cắt lát thật là mỏng như thế này, hoặc là các bạn có thể là xách hạt lựu, vì cái phần ớt chuông này chúng ta chỉ để trang trí cho cái phần món ăn của chúng ta nó đẹp hơn thôi. Với nấm bào ngư xám, các bạn cũng rất là dễ dàng tìm mua được. Khi mua về, các bạn sẽ gọt sạch chân nấm, chúng ta rửa vắt thật là ráo, sau đó mình cũng xé sợi như thế này, các bạn cũng xé sợi thật là mỏng như thế này nha. Với phần nấm mèo, mình chọn nấm mèo hai da là tại vì khi chúng ta ngâm mềm, gọt sạch gốc rồi thì khi chúng ta làm món ăn thì nó sẽ rất là giòn và rất là ngon. Mình cũng đã làm sạch và ngâm mềm, sau đó là mình cũng cắt những sợi nhỏ như thế này này các bạn. Ba rô thì mình cũng sắp nhỏ như thế này. Gia vị hôm nay đi kèm của chúng ta sẽ gồm có là đường, dầu ăn, nước tương, hạt nêm chay và một ít dầu hào. Nếu các bạn thích cái món này của mình thì hãy nhấn like và đặc biệt là nhấn đăng ký kênh và chia sẻ mạnh tay giúp giùm mình để cho thực đơn chay của chúng ta ngày càng phong phú và đa dạng hơn nha. Và nếu các bạn thích cái món này của mình thì mời các bạn cùng thực hiện với mình nhé. Và trước tiên thì chúng ta sẽ làm phần khổ qua này trước. Với khổ qua, các bạn sẽ cắt đôi trái khổ qua ra, sau đó chúng ta sẽ gọt bỏ sạch ruột và chúng ta sẽ cắt khoanh vừa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành cắt khổ qua luôn nha. Đã cắt xong phần khổ qua rồi nè các bạn. Các bạn cứ sắc khoanh tròn như thế này nha, khoảng tầm 1 đến 1,5cm gì đó, tùy vào cái sở thích của mình ha. Và như vậy xong rồi mình sẽ bắt đầu đem đi rửa sạch và bắt đầu thực hiện món ăn. Cho mình một cái xô nước sôi như thế này nha. Và đầu tiên chúng ta sẽ luộc sơ phần khổ qua. Chúng ta không luộc chín mà chỉ là luộc giòn thôi. Và để luộc được phần khổ qua thì các bạn cho vào đây một chút xíu muối và một chút xíu đường. Như vậy thì khi luộc phần khổ qua của mình nó sẽ xanh, đẹp màu hơn, mà nó cũng làm cho cái khổ qua khi ăn sẽ ngon hơn các bạn. Đây là phần khổ qua mà mình đã cắt và rửa xong rồi, mình sẽ cho vào luộc. Các bạn luộc rất là nhanh luôn, chỉ cần nó sôi nhanh lên, sôi lớn lên một cái là chúng ta sẽ tắt bếp liền. Còn nếu như bạn nào ăn được khổ qua sống thì các bạn có thể không còn luộc, tròn qua cũng được. Các bạn mở lửa lớn hoặc là lớn luôn nha. Chờ cho cái khổ qua này nó nước rồi nó sôi lên một cái là chúng ta sẽ tắt bếp. Khổ qua của mình đã sôi rất là to rồi này các bạn. Mình sẽ tắt bếp và vớt khổ qua ra nha. Tại vì chúng ta không có còn luộc chín quá, chỉ là luộc chín sơ như thế này thôi.
Các bạn nhìn nè, cái màu của hoa nó rất là đẹp luôn. Và như vậy thì mình sẽ bắt đầu vớt nó ra luôn ha. Sau khi luộc khổ qua rồi, chúng ta sẽ dùng một cái chảo và các bạn mở lửa lên cho nóng chảo ha. Mình sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Sau đó mình sẽ cho hết toàn bộ chỗ taro mà chúng ta đã sắc lát, đã sắc nhỏ đó các bạn vào. Mình sẽ phi thơm phần taro này lên ha. Taro thơm như thế này thì các bạn sẽ cho hết cà rốt vào nha. Chúng ta sẽ cho cà rốt trước. Với món này thì chúng ta xào cà rốt chín luôn cũng được. Các bạn để lửa nhỏ hơn trung bình nha. Và khi cà rốt đã bắt đầu chín tái như thế này, chúng ta sẽ cho toàn bộ nấm mèo và nấm bào ngũ sám vào luôn nha các bạn. Chúng ta cho vào hết luôn. Bạn sẽ đảo hoặc là đều nấm và cà rốt nha. Và như vậy thì là được. Chúng ta sẽ tắt bếp và bắt đầu nêm nếm gia vị nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít nước tương nha. Khoảng nửa muỗng nước tương, khoảng nửa muỗng canh đó các bạn. Một ít hạt nêm chay, một ít đường, và chúng ta sẽ bắt đầu mở lửa và xào phần nấm nha các bạn. Mình xào thêm chút xíu nữa là mình mới cho dầu hào ha. Với cái phần nhân nấm này các bạn cứ xào cho nó đậm đậm, vừa ăn một chút. Chúng ta không còn phải xào quá hạt nha. Tại vì với cái phần khổ qua thì chúng ta trồng thì nó không có cái không có cho gia vị nhiều lắm. Cho nên khi cái phần nấm này chúng ta sốt vào thì chúng ta phải cho đậm đậm một chút. Thì cái phần khi mà ăn chung cái khổ qua thì nó mới ngon các bạn. Và như thế này là được rồi. Mình sẽ cho toàn bộ chỗ dầu hào này vào luôn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đảo đều và tắt bếp ha. Nấm mèo và nấm xám rất là mau chín. Cà rốt cũng đã chín rồi. Chúng ta tắt bếp và chuẩn bị trình bày ra đĩa thôi ha. Nhân nấm của chúng ta đã xào xong. Khổ qua mình cũng đã luộc chín và mình cũng đã xếp ra đĩa. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy được màu khổ qua rất là xanh. Vì khi chúng ta luộc trần sơ thì khổ qua vẫn sẽ giữ được mùi thơm ngon và rất là giòn. Bây giờ mình sẽ cho phần nấm sốt này lên trên ha. Chúng ta sẽ đổ vào trong như thế này. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu cho ớt chuông vàng lên trên mặt nha các bạn. Thật ra nếu không có ớt chuông thì cũng được, không sao hết các bạn. Chẳng qua là mình làm như vậy là để cho đĩa khổ qua của mình nó sẽ nhìn bắt mắt và đẹp hơn đó các bạn. Đây là một món ăn rất là thanh đạm, không những người ăn chay mà ngay cả những bạn ăn mặn đều có thể dùng được. Hay còn gọi món này là chay mặn đều dùng được. Món ăn này với những người ăn chay hoặc là những người ăn kiêng thì đây là một món ăn hết sức là thanh đạm, ít dầu mỡ, có thể dùng để ăn kiêng. Tuy là như vậy nhưng thành phần dinh dưỡng thì rất là cao. Nếu các bạn không thích dùng cà rốt và ớt chuông, các bạn có thể dùng nấm không vẫn được. Nhưng khi mình tăng lượng cà rốt và ớt chuông vào thì món ăn của mình không những rất là ngon mà còn rất là giàu dinh dưỡng. Và nhìn màu sắc thì cũng sẽ rất là bắt mắt phải không ạ? Các bạn thân mến, nếu các bạn thích cái món này của mình thì hãy nhấn like và đặc biệt là nhấn đăng ký kênh và chia sẻ mạnh tay giúp cho mình để cho thực đơn chay của chúng ta ngày càng phong phú và đa dạng hơn nha. Và chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào món chay tiếp theo nha.